các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Đam Mê Cá Vàng. Hôm nay là một chủ đề mà mình nghĩ rằng có khá rất là nhiều bạn quan tâm mà mình lại bỏ sót qua và mình vẫn chưa chia sẻ với các bạn. Đó là tình trạng cá bị bệnh khó tiêu. Thì gần đây thì mình nhận được rất là nhiều cái phản hồi và cần phải tư vấn với rất là nhiều ca bệnh như vậy. Nên là mình nghĩ rằng mình cần phải làm một cái video để mà chia sẻ chung với các bạn. Trước khi xem tiếp video thì đối với các bạn chưa nhấn nút subscribe và nút chuông thì các bạn hãy nhấn nút subscribe và nút chuông nha, bởi vì khi nhấn hai nút này thì Đam Mê Cá Vàng có video mới thì sẽ thông báo với các bạn. Và đối với các bạn mà cần tư vấn trực tiếp thì các bạn có thể like fanpage của Đam Mê Cá Vàng hoặc là Instagram để mà nhắn tin với Đam Mê Cá Vàng thông qua hai kênh này. Và để nhanh hơn nữa thì các bạn có thể liên lạc với Đam Mê Cá Vàng qua số hotline 0869 242 393 để mà nhận được tư vấn và cũng như đặt hàng thông qua những kênh này nha. Và tiếp theo thì xin mời các bạn xem tiếp video. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu nguyên nhân của căn bệnh khó tiêu. Căn bệnh khó tiêu có những nguyên nhân như sau. Thứ nhất đó là nhiệt độ nước có một cái sự dao động lớn. Thứ hai đó là mình sẽ do mình thay nước quá nhiều lần trong một ngày một cách không cần thiết. Thì cái trường hợp này nó không phải là trường hợp dành riêng cho cá bột, mà kể cả những cá trưởng thành cũng bị mắc những cái lỗi này. Khi mà chúng ta thay nước trong một ngày quá nhiều lần, trong 2-3 ngày quá nhiều lần, nói chung là cái tần suất thay nước của chúng ta quá khích đó, thì cái điều này sẽ dẫn đến cá bị khó tiêu. Nguyên nhân tiếp theo đó là do sự trung hòa khi mà thay nước. Điều này là do chúng ta không có khử clo khi mà thay nước, hoặc là khử clo không hết. Nó cũng là nguyên nhân dẫn đến cá bị khó tiêu. Nguyên nhân tiếp theo đó là do cá bị sốc pH, là do chưa có sự trung hòa nước. Khi mà chúng ta chuyển cá từ môi trường này sang môi trường khác, nếu mà pH có sự khác biệt từ 0,5 trở lên đó, thì cá nó sẽ dễ bị khó tiêu. Và nguyên nhân tiếp theo đó là do cá bị sốc nhiệt độ nước, trung hòa nhiệt độ nước không đủ. Có nghĩa là khi mà chúng ta thay nước á, thì cũng có rất là nhiều lần mình đã khuyên các bạn rằng khi mà các bạn thay nước thì các bạn tránh thay nước ban ngày và chỉ thay nước vào buổi sáng sớm hoặc là buổi tối. Bởi vì vào hai cái thời điểm đó, hai cái giai đoạn đó thì cái nhiệt độ nước của cá nó không có bị khác biệt nhiều lắm. Vì vậy thì cá nó sẽ không có bị sốc nhiệt và dẫn đến là cá nó sẽ không có bị khó tiêu. Nguyên nhân tiếp theo đó là do sự suy giảm chất lượng nước, do nước trong cái hồ cá của bạn nó bị bẩn, bạn lâu ngày bạn chưa có thay nước, hoặc là do cái hệ thống lọc nó bị bụi bẩn thì lúc này bạn cần phải reset lại hệ thống lọc ha. Tiếp theo nữa đó là bạn cho ăn quá nhiều, thì đây là một cái nguyên nhân rất là dễ hiểu. Khi mà chúng ta cho ăn quá nhiều thì ngay cả con người mình cũng vậy, khi mà chúng ta cho ăn quá nhiều thì cá nó sẽ dễ bị khó tiêu. Nguyên nhân tiếp theo về thức ăn đó là khi mà chúng ta cho ăn cá, khi mà chúng ta cho cá ăn một cái loại thực phẩm mà nó có chứa nhiều dầu khi mà nhiệt độ dưới 18 độ, hoặc là chúng ta cho cá ăn cái thức ăn mà chứa quá nhiều protein khi mà nhiệt độ dưới 12 độ. Thì trong những cái trường hợp này là thứ nhất là cho ăn quá nhiều, thứ hai là cho cá ăn thức ăn nhiều dầu khi mà nhiệt độ dưới 18 độ, và thứ ba là cho cá ăn thức ăn chứa quá nhiều protein khi mà nhiệt độ dưới 12 độ. Thì ba nguyên nhân này về thức ăn á, thì sẽ khiến cho cá bị khó tiêu. Và nguyên nhân cuối cùng nó cũng rất là dễ hiểu, đó là sau khi mà cá bị điều trị, có nghĩa là sau khi mà cá tắm thuốc để điều trị thì cá rất là dễ bị khó tiêu. Bởi vì cái lý do này mà mình khuyên các bạn là trong cái giai đoạn là điều trị hoặc là vừa mới dứt điều trị xong á, thì các bạn không được cho cá ăn, và sau khi mà điều trị xong á, thì các bạn chỉ cho cá ăn trong một cái lượng rất rất là ít thôi. Về triệu chứng của căn bệnh này thì có những cái triệu chứng như sau. Thứ nhất đó là cá mình không có phát hiện có một cái dấu hiệu bệnh gì cụ thể cả, không có bị nổi vân đỏ, không có bị nổi đốm trắng, không có bị gì cả, nhưng mà nó cứ nằm ở đáy bể và không di chuyển, hoặc là nó sẽ nằm nổi ở gần mặt nước á, và mình sẽ quan sát là khi mình cho cá ăn á, cá nó sẽ không ăn hoặc là không có ăn nhiều. Và thứ ba là một cái yếu tố rất là quan trọng, đó là chúng ta phải quan sát phân thải ra của cá. Nếu mà phân thải ra là phân trắng mỏng hoặc là cái màu phân trong suốt á, dài, thì lúc đó thì cái khả năng rất là cao là cá bị bệnh khó tiêu.
Và tiếp theo về cách điều trị, đó là trong trường hợp mà chất lượng nước bị suy giảm thì lúc này chúng ta cần phải rửa sạch cái hệ thống lọc và thay nước để mà tăng cường sự trao đổi chất. Đặc biệt khi mà chúng ta nuôi cá trong nhà, lúc mà chúng ta thay hơn 50% nước á, thì cái hôm trước, cái hôm thay nước á, thì các bạn không được cho cá ăn, để mà trong cái giai đoạn đó để mà điều chỉnh ruột cho cá. Và sau khi thay nước khoảng từ 70-80% thì các bạn hãy tiến hành ngâm muối ở cái nồng độ là 0,5%. Về cái nồng độ cơ thể của cá vàng nó thay đổi tùy theo thời gian, tùy theo cá thể. Tuy nhiên á, cái việc điều chỉnh nồng độ muối từ 0,5 đến 0,7 là ok, là được. Sau khi mà ngừng cho cá ăn từ 3-5 ngày mà không có sự thay đổi gì á, mình cảm thấy là cá nó không có một cái tiến triển gì cả, thì lúc này thì chúng ta sẽ ngưng sử dụng các loại thức ăn đang ăn và xem lại cái thành phần tạo nên thức ăn là gì. Hoặc là lúc này các bạn có thể tự làm thức ăn cho cá, như là tự làm cái dạng thức ăn bằng cacao. Về thức ăn bằng cacao thì mình đã có một cái video clip để chia sẻ với các bạn rồi, thì các bạn xem ở phía bên tay phải ở góc trên nha, mình có kèm link để cho các bạn click vào. Hoặc là các bạn có thể cho cá ăn các loại thức ăn có thuốc trợ tiêu hóa, thì như vậy nó sẽ thúc đẩy cho các vị tiêu hóa của cá được tốt hơn. Và một điều nữa các bạn không thể nào quên được, đó là cần phải xem lại, nhìn lại cái môi trường chăn nuôi của bạn, cái môi trường nuôi cá của bạn, xem là trong cái môi trường nuôi cá nó có sự chênh lệch lớn về nhiệt độ hay không. Ví dụ như là bạn sử dụng máy điều hòa chẳng hạn, thì mà các bạn sử dụng máy điều hòa bạn sẽ bật tắt thì cái điều này nó sẽ dẫn đến là cái nhiệt độ trong phòng nó bị có biến động và sẽ xu hướng làm tổn hao cái sức lực của cá. Về cơ bản thì khi mà nuôi cá thì chúng ta không cần thiết phải sử dụng sữa cho cá. Bởi vì khi mà chúng ta nuôi cá trong một môi trường lúc nào cũng sử dụng sữa thì sẽ làm giảm cái khả năng miễn dịch của cá. Bởi vì khi mà trước khi bắt đầu nuôi cá thì các bạn không nên sử dụng sữa, mà nên bắt đầu tạo một cái môi trường sống tốt, thích nghi, thoải mái cho cá. Đó là yếu tố tốt nhất cho cá. Cuối cùng đó là những điều lưu ý các bạn phải hết sức chú ý trong cái quá trình mà quan sát và điều trị bệnh khó tiêu. Đó là khi mà cá bị bệnh khó tiêu á, thì điều bạn phải chú ý đầu tiên đó là cá có khả năng bị bệnh sù vẩy. Về nguyên nhân là cách điều trị bệnh sù vẩy thì mình đã có làm một cái video chia sẻ với các bạn rồi. Thì các bạn hãy nhìn ở góc trên bên tay phải, mình có đính kèm cái link đó, các bạn có thể vào đây tham khảo ha. Đối với trường hợp mà cá không thải ra phân dày thì các bạn phải hết sức chú ý. Cái việc cá thải ra phân khỏe mạnh là một cái bằng chứng chứng tỏ là cái hệ tiêu hóa của cá được khỏe mạnh. Nhưng mà khi mà cá thải ra phân không tốt thì sau đó nó sẽ xảy ra những triệu chứng như là cá bị ngửa, bị chổng, bị chìm. Vì vậy thì các bạn cần phải quan sát tình trạng phân của cá. Nếu nói là tình trạng phân tốt của cá, đó là cái dạng phân mọc kéo dài từ 2-3 cm, là loại phân khỏe mạnh. Nhưng mà cũng có một cái trường hợp đặc biệt khiến cho cái màu phân của cá bị thay đổi. Ví dụ như là nếu mà các bạn thay đổi một lượng nước lớn á, thì cái ngày sau khi thay nước á, cá nó sẽ ra phân màu trắng. Hoặc là nếu mà cá không khỏe mà nằm nghỉ dưới đáy á, thì các bạn cần phải cẩn thận, có khả năng rất lớn là cá bị bệnh khó tiêu. Và điều quan trọng là phải quan sát tình trạng phân của cá mỗi ngày, trừ khi mà cá mắc những cái bệnh khác. Nếu không á, thì đối với cái bệnh khó tiêu chúng ta không cần phải tắm thuốc mà chỉ cần tắm muối thôi. Nhưng mà cũng có rất là nhiều trường hợp, đó là ban ngày á, thì cá bơi rất là năng nổ, nhưng mà có một số cá nhân á, có thói quen ngủ ở phía dưới khi mà trời tối. Nên là chúng ta rất là dễ nhầm cái tình trạng này là cá bị bệnh khó tiêu. Nên là các bạn nên quan sát tình trạng của cá ban ngày hoặc là sau khi ăn xem như thế nào. Về thức ăn thì có rất là nhiều loại thức ăn, tùy theo mùa mà có những loại chúng ta nên cho ăn và không nên cho ăn. Vì vậy thì chúng ta cũng nên cẩn thận. Theo mùa thì cũng có cái việc mà điều chỉnh về cái lượng thức ăn của cá sao cho phù hợp. Thì về cách cho ăn á, thì mình nhớ là mình cũng đã có làm một cái video clip để mà chia sẻ với các bạn rồi. Nếu mà có cái video clip đó thì mình sẽ để ở trên cái góc trên bên phải để các bạn click vô nha. Còn nếu không có thì đây là một lời hứa, thì mình sẽ làm một cái video chia sẻ với các bạn về các loại thức ăn của cá, về cách cho cá ăn một cách khoa học nhất để mà các bạn dễ nắm bắt ha.
Vậy là mình đã chia sẻ xong với các bạn về căn bệnh khó tiêu của cá vàng. Thì nhìn chung thì nguyên nhân để xảy ra căn bệnh này thì nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu mà chúng ta sơ hở trong quá trình quản lý trong việc nuôi cá. Mình hy vọng rằng video này có thể giúp ích các bạn thích nuôi cá vàng nha. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!